Chân dung Terry Balan, người chồng đầu tiên của Phi Thanh Vân. Chồng cũ của diễn viên Phi Thanh Vân là doanh nhân quốc tịch Pháp tên là Terry Balan. Họ kết hôn vào năm 2008 và ly hôn vào năm 2012. Họ không có con chung. Sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân và Terry Balan vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Terry Balan gặp Phi Thanh Vân trong buổi liên hoan phim Gái Nhảy, khi đó cô mới 21 tuổi. Lúc đó, ông trải qua một cuộc hôn nhân, có con riêng và một cô bồ ở Thái Lan. Phi Thanh Vân nổi bật với vẻ đẹp hoang dại, nóng bỏng nhưng đau khổ nhiều vì mối tình tan vỡ, coi đàn ông chỉ như trò chơi và không có ý định yêu đương nghiêm túc. Không những vậy, trình độ tiếng Anh của nữ diễn viên lúc bấy giờ rất tệ. Tuy nhiên, Terry Balan không bỏ cuộc. Ông ở bên cô bất chấp sự ghen tuông điên cuồng của nữ diễn viên. Cả hai cứ ngỡ mối tình này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng cuối cùng họ lại cuốn vào nhau đầy say mê khi trải qua một chuyến du lịch Thái Lan với nhau. Với vẻ đẹp hoang dại, dữ dằn nhưng thú vị của Phi Thanh Vân đã mê hoặc nam doanh nhân Thành Đạt. Ông đã kéo Phi Thanh Vân ra khỏi cuộc sống bê tha với rượu bia, vũ trường khi nhận ra những tâm sự giấu kín bên trong cô gái trẻ. Vào năm 2008, họ tổ chức đám cưới sang trọng, ấm cúng. Terry Balan tin rằng Phi Thanh Vân đã thật sự trưởng thành và là một người vợ tuyệt vời. Trong cuộc sống vợ chồng, ông miêu tả cô là người phụ nữ rất dịu dàng, biết cách chăm sóc, chiều chuộng chồng. Nhưng cũng có lúc cô nổi điên và ghê gớm như một con mèo sẵn sàng cào cấu địch thủ của mình. Chính tính cách đa dạng của Phi Thanh Vân khiến ông xã không bao giờ thấy nhàm chán. Ông đùa rằng chỉ có mình mới chịu được người nói nhiều và điên cuồng như Phi Thanh Vân. Dù yêu nhau say đắm, nhưng Phi Thanh Vân và chồng cũ không tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Trong 4 năm chung sống, nữ diễn viên sảy thai 3 lần. Cô đau buồn, chán nản, nhưng may mắn được ông xã động viên, yêu thương hết mực. Dẫu vậy, sau những tranh cãi trong cuộc sống vợ chồng, cùng chuyện không có con, họ quyết định đường ai nấy đi vào năm 2012. Lúc mới ly hôn, Phi Thanh Vân im lặng trong sự đau đớn, buồn tủi. Cô giữ kín chuyện tan vỡ với mọi người. Một thời gian sau, cô can đảm công khai chuyện ly hôn và quyết định thay đổi bản thân để không chìm đắm vào những đau đớn đã qua. Đồng thời, nữ diễn viên cũng có nhiều tâm sự về chuyện lấy chồng Tây. Cô bày tỏ, lấy chồng Tây không sướng như mọi người vẫn nghĩ. Bởi ngoài chuyện thủ tục phức tạp, khoảng cách địa lý xa xôi cũng là rào cản trong cuộc hôn nhân của họ. Bố mẹ chồng của nữ diễn viên không thể có mặt trong hôn lễ của cô. Đồng thời, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ trong hôn nhân khiến cô cảm thấy mình như người thừa, không được yêu thương cung phụng như ý muốn. Cũng vì thế, sau khi ly hôn, chồng cũ nhiều lần muốn hàn gắn, nhưng nữ diễn viên không đồng ý. Dù vậy, cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ. Terry Balan đã để lại cho Phi Thanh Vân với số tiền lớn để cô khởi nghiệp và đến dự đám tang của bố ruột Phi Thanh Vân vào năm 2019. 1 giờ sáng, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Phi Thanh Vân bất ngờ nhận được tin nhắn từ Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh báo tin chồng cũ của cô đã qua đời vì đột quỵ, hưởng dương 55 tuổi. Tin dữ khiến nữ diễn viên vô cùng đau đớn. Cô khóc nghẹn ngào và gửi lời xin lỗi tới chồng cũ vì tính trẻ con, hiếu thắng thời trẻ nên khiến cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc.